là các bạn ơi, ở đây chúng ta phát hiện ra có rất là nhiều những chiếc xe luôn. Và tất cả những chiếc xe này bị dính bùn rất là dơ. Oh my god. Ở đây chúng ta có một thùng nước rất là sạch và cũng rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ dùng thùng nước này để rửa những chiếc xe này nha. Wow, không biết đây là xe gì nữa nào. Và bùn dính ra rất là dơ luôn. Haha, thì ra đây là xe đưa thư. Wow, rất tuyệt vời. Cùng đoán thử xem chúng ta sẽ có gì nữa nha. Oh, một chiếc xe chở vật liệu xây dựng trong công trình. School bus là chiếc xe màu vàng này đó, xe chở học sinh. Haha, một chiếc xe máy xúc, chiếc xe rất to. Còn đây là xe bán tải. Wow, hãy nhìn nè, có một cái đầu còn khủng long rất là to ở trên chiếc xe này luôn. Ta-da, Moto Police Ram. Wow, chúng ta có một chiếc xe màu đỏ và đây là xe cứu hỏa. Một chiếc xe máy xúc mini, chiếc xe bé xíu luôn. Wow, chúng ta có gì đây? Thì ra là một chiếc máy bay đó nha, rất đẹp luôn. Oh, chiếc máy bay của mình đã biến hình thành một con robot luôn rồi. Haha, rất tuyệt vời. Moto Police Blue. Còn đây là một chiếc xe chở xăng dầu đó các bạn. Wow, truck bus xe chở công nhân. Xe cảnh sát dùng để chở phạm nhân đó các bạn. Oh, một chiếc xe bus. Đây là police bus.
ta có cả xe cần cầu nữa nè. Ta-da, một chiếc xe bán tải và có cần cầu phía sau. Chiếc xe màu đỏ này là xe thang đợi người đó các bạn ơi. Chúng ta còn một chiếc xe rất là to ở đây. Mình sẽ bỏ vào đây và cố gắng rửa nó thật là sạch nha. Bởi vì chiếc xe này rất là to cho nên là sau khi rửa sạch rồi, chúng ta có là ở đây một chiếc xe trộn bê tông siêu to khổng lồ luôn. Xe khác nhau ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.